Đây là câu hỏi hóc búa nhất từ đầu chương trình tới bây giờ. Đây chính là câu hỏi của bọn tôi là tự hỏi bản thân suốt những ngày vừa qua. Lai đi thì bạn nghĩ sao về chiếc nón vàng dành cho mình ở vòng bước phát? Ở dòng vừa rồi thật sự nói một cách ngôn nghê là đến khi mà mình lên cái bậc thang mình đứng rồi thì mình chỉ đang nghĩ là mình sắp chụp một tấm hình lưu niệm để mà ra về thôi. Mình hoàn toàn không hề biết cái sự hiện diện của chiếc nón vàng đó. Rõ ràng là mình đã quyết hy sinh ở cái trận đó rồi chứ mình đã không còn hề nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà mình lại được quân đội quăng cho một cái phao cứu thương và mình đã được cứu sống. Mình vô cùng trân trọng và muốn gửi lời cảm ơn đến anh Ram vì đã tin tưởng em. Thì bạn và Giới Chắc hiện nay là hai thành viên của Team Ruby và Đến Kết, bạn nghĩ Giới Chắc là một đối thủ nặng ký của mình? Dạ chắc chắn, qua vòng thi vừa rồi khi mà những gì Giới đã làm và cũng như là cái cách mà bạn đó làm để mà bạn đó lý giải ra cái bài nhạc mà bạn đó đã làm đó, thì em nghĩ là một người chỉ cần biết nghiên cứu thôi thì họ sẽ luôn có cái hay, bởi vì họ chủ động học hỏi chứ. Bonzo thì sau khi chương trình kết thúc thì Bonzo có định là tiếp tục theo nghề giáo của mình không? Thực sự là kể từ khi tham gia chương trình Rap Việt rồi thì mọi thứ trong cuộc sống của mình đang thay đổi rất là nhanh, thậm chí là có thể là hàng ngày luôn, thì cũng khó để mà nói trước được điều gì cả. Mình cũng có những cái đam mê nhất định đối với cả nghề giáo viên. Tuy nhiên thì thời điểm hiện tại cuộc sống nó đang mách bảo với mình là hãy theo đuổi âm nhạc, bởi vì đó mới là tình yêu ở sâu bên trong trái tim của mình. Thì mình sẽ cố gắng để theo đuổi con đường âm nhạc này đến cùng. Và thật sự là bây giờ trong đầu của mình là ngoài âm nhạc thì mình đang không nghĩ ra là mình có thể làm được cái điều gì khác cả. Thì thật sự là toàn bộ suy nghĩ của mình đang hướng về chung kết và làm thế nào để thể hiện tốt nhất ở chung kết. Và sau đó thì câu chuyện sau đó thế nào thì chúng ta hãy cùng chờ xem. Thành Ro thì nói thì về biệt danh Thành Cry. Hả? Biệt danh Thành Cry đang game Thành Cry à? Quay chân thành. Câu hỏi hay đấy. Thì không biết tại sao mọi người có nhiều dư luận trái chiều với việc đó, còn mình dễ hiểu. Mình thực sự rất là dễ hiểu. Đầu tiên mình phải thông cảm về cái việc tại sao họ lại khóc đấy, biết được lý do vì sao họ khóc đấy, và phải hiểu được ngay khoảnh khắc lúc đó tại sao họ lại khóc nữa. Nhưng mà mình biết Trấn Thành từ trước qua cái màn hình, qua mọi thứ trẻ, thì mình hiểu là anh Trấn Thành là một người cũng rất là nhạy cảm, thực sự rất là nhạy cảm. Và em nghĩ dư luận đây là vì mọi người không hiểu tại sao lại là rơi nước mắt về tiết mục đó. Thực sự nó không ở ý nghĩa thì nó sẽ ở những điều khác. Nó ở điều là thí sinh này đã dám làm những điều đó, đã mang cái yếu tố lịch sử vào rap chẳng hạn, đã làm những cái việc mà thực sự là những rapper nước ngoài ít ai làm đó mọi người. Thực sự những điều đó những rapper nước ngoài ít ai làm. Còn anh Trấn Thành thì em nghĩ là thuận theo cảm xúc của anh, có thể có nhiều lý do khác nữa cơ, nhưng mà em nghĩ là anh ấy thuận theo đúng cảm xúc của anh thôi. Có thể gọi anh bằng nhiều thành khác mà. Thành Smile rất là nhiều lúc. Nhưng mà mình là fan của Trấn Thành nên mình phải nhảy vào đây để mình bênh vực Trấn Thành. Là đối với mình cái nghề MC cũng là đứng trước ánh đèn sân khấu, đứng trước rất nhiều người, thì nó cũng giống như kiểu một nghệ sĩ, giống như là bọn mình vậy. Nó cũng là một hoạt động nghệ thuật, và những cái người mà hoạt động nghệ thuật tốt và nhất là lên đến mức đỉnh cao như kiểu Trấn Thành thì phải là một người cực kỳ nhạy cảm và tinh tế. Whatever, tôi yêu MC Trấn Thành. Let's go. Nhỏ với Ricky thì giờ là chuẩn bị đối đầu sống còn luôn, thì liệu tình anh em có bền không? Và nếu một trong hai đại bán quân, bạn nghĩ điều gì sẽ ra? Dạ, cái điều đầu tiên là tình anh em là chắc chắn bền lâu mọi người. Và cái điều thứ hai là khi mà lần đầu tiên khi mà em bước vào casting cũng như là trước khi mà em đi thì ở nhà anh em cũng đã nói trước với nhau về cái mục tiêu, và em cũng đã công bố nó ở cái vòng đầu tiên của mình, đó là em muốn được chứng minh với Ricky rằng em là một người em giỏi. Và để thể hiện điều đó thì em phải đối đầu với Ricky và phải vượt qua Ricky. Thì em cảm thấy rất là tự hào về bản thân mình khi đã có thể cố gắng vượt qua hai vòng, đến tận vòng thứ ba để có thể đối đầu với Ricky. Thì em đã nghĩ rằng cái vòng đấu đó là cái vòng đấu quyết định lại cho mình rồi, chứ không phải là cái danh hiệu cao nhất của rap. Mình đã thể hiện được quan điểm là em là thằng em giỏi rồi. Đó là mục tiêu, đó là mục tiêu, và mình đã làm mục tiêu đó rồi, cho nên là nó không phải là cái vấn đề gì quá to tát xảy ra với mình. Nhưng mà thật sự khi mà đối diện với việc đó thì cảm xúc nó rất lẫn lộn. Nếu mà may mắn hoặc là sự nỗ lực của anh em được thực sự mang lại kết quả xứng đáng, thì nếu mà một trong hai anh em có thể được quán quân ở chương trình Rap Việt lần đầu tiên này, thì em nghĩ niềm vui to lớn nhất và mà anh em đều hướng đến đó là OTD. Mọi người sẽ thật sự rất tự hào và
tất cả tụi em đều là chiến binh và tụi em chỉ chiến đấu vì một điều chung với nhau thôi, đó chính là original Taido. Đó là mục tiêu duy nhất. Ok, bây giờ mình có thể công bố mật thư và xả vai được rồi. Mắc cười muốn chết, không được cười. Nói chuyện không được sự thân thiện nào xảy ra. Tại vì câu này nè mọi người, làm thật quạo suốt quá trình trả lời câu hỏi, không giải thích, không được xả vai giữa chừng. Kết thúc mỗi người. Câu trả lời của mình bằng câu tôi yêu MC Trấn Thành. Ngay cả khi câu trả lời không liên quan gì hết. Dù như thế nào thì tôi yêu MC Trấn Thành. Let's go. Còn tôi thì là nhập vai một nhân vật mà bạn yêu thích trong rap Việt, có thể là huấn luyện viên, giám khảo, MC để trả lời các câu hỏi làm sao giống phong cách của họ nhất. Tôi cũng không biết là nhìn tôi có giống Ramastic không. Tôi đã cố gắng hết sức có thể để có thể giống anh Thiện. Thiếu mỗi cái quả đã rất cố gắng để hoàn thiện. Đấy, mặc áo này lên nó vén được. Đấy, tôi vén áo lên thành cháu ếch Singapore nữa là cháu ếch Singapore. Rồi, thêm quả che mic là nói thôi. Một câu hỏi khó. Đây là câu hỏi hóc búa nhất từ đầu chương trình tới bây giờ. Đây chính là câu hỏi của bọn tôi là tự hỏi bản thân suốt những ngày vừa qua. Thì bọn tôi vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc nãy Gonzo có nói là đối với tất cả anh em thì vòng 3 như vòng chung kết vậy, cho nên tới vòng chung kết thì tôi đấu gì hết trơn. Bây giờ cái cảm giác mà qua cái vòng kết liễu mọi người, mình bỏ hết mana rồi ấy. Không mà anh em mình đi ở trong giờ còn một vài đứa còn một vài đứa người cứ lơ lửng giờ muốn đánh không muốn đánh, thua không muốn thua. Nhưng mà mình nghĩ là sau khi mà vượt qua cái vòng gọi là chung kết, gọi là bán kết nhưng thực chất là chung kết, thì bọn mình cũng đã nâng cấp bản thân lên để có những bộ kỹ năng mà hiện tại bọn mình chưa phát hiện ra thôi. Nhưng mà sẽ phát hiện ra sớm. Và với những cái bộ kỹ năng mới đấy thì bọn mình sẽ đem đến những người tác phẩm thật sự nó còn bứt phá hơn ở bứt phá. Không phải, tại vì sau 3 vòng nếu như là mọi người như nào thì bản thân em cũng thấy được rõ những cái điểm thiếu sót của mình. Thực sự mọi người có thể cảm thấy phần trình diễn của em tốt, nhưng bản thân mình vẫn thấy rõ được những cái điều mình cần fix lại. Và nếu như mình còn có một cơ hội, ví dụ như là chính là vòng chung kết sắp tới, thì bản thân mình phải fix lại được nữa, phải fill được lại những lỗ hổng đó nữa. Thì đó có thể là Rap Việt 20 giờ thứ bảy trên HTV2 V Channel. Play và rap mình yêu, pick áo team mình thích, mua sản phẩm V Shop ngay hôm nay để có mặt tại chung kết Rap Việt. Xem Rap Việt phát sóng đầu tiên trên Vion. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc chiến thượng lưu, độc quyền trên Vion.